Hôm nọ có một bạn học effortless English, không phải học viên của thầy, học viên của thầy thầy mắng chết. Thì có một câu như thế này. tí thầy sẽ show show cho các bạn xem là học như nào nhé. Sarah is uh, 30 and lives at 3037 Market Street. có một câu như này. Các bạn ngồi phân tích cho thầy nhá. Đây. Rồi, một câu như thế này thì tức là chị Sarah thì 30 tuổi đúng không? Và sống ở số 3037 đường Market đúng không? Nào, bây giờ cái câu nói này thì thầy sẽ hỏi các bạn là với cái câu này thì các bạn nghĩ là nó đúng hay sai? Trước khi các bạn trả lời đúng hay sai nhé, thì thầy thông báo với các bạn đây là câu mà một người Mỹ nói và cái người Mỹ này dùng cái giáo trình này để dạy tất cả tiếng Anh trên thế giới. Chưa một ai nêu ra cái quan điểm như vậy. Nhưng với thầy, hôm nọ thầy đã gặp một bạn nêu ra quan điểm như vậy. Thì thầy thấy rất buồn. Now, Sarah is 30 and lives at 3037 Market Street. Cô Sarah thì 30 tuổi và sống ở ở uh, số 3037 đường Market Street. Đấy, có hai bạn bảo sai là bạn hoàng khang và bạn minh ken thì thử xem vì sao mà bạn thấy sai Tôi ta cứ thử chia sẻ quan điểm trong một câu hai loại động từ rất tuyệt vời luôn hoàng khang ạ à. nhưng hoàng khang vừa nói một cái mà thầy ngày xưa cũng nghĩ như vậy và tại sao mà thầy lại đọc tên anh hoàng khang lên vì anh ý rất lịch sự và anh ý đang có tinh thần đóng góp giống như thầy và các bạn đang cố gắng ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích này thì với một câu như thế này thì thầy biết là ngày xưa thầy cũng được học đó chính là ở đằng sau từ n á, trước và đằng sau từ n thì chúng ta dùng một loại động từ thôi. Cùng là to be hoặc là cùng là động từ thường đúng không? Thì hình như là là thế là đúng đấy các bạn ạ. Nhưng cái câu này nó lại rắc rối ở một chỗ là câu này lại do một người Mỹ làm ra và người này là người đi dạy tiếng Anh và cực kỳ nổi tiếng có thể nói là một thầy giáo dạy tiếng Anh nổi tiếng nhất thế giới. Thầy khẳng định đấy. Và thầy viết ra câu này. Và sau khi thấy bạn bảo sai Thì thầy bảo bạn ý là Bây giờ bạn thứ nhất bạn phải thoải mái lên Thầy không phân tích đúng sai vì thầy cũng không đủ khả năng á Nhưng thầy bảo bạn đừng cứng nhắc như vậy Thì nếu mà bạn thấy thế thì bạn cứ dùng theo cách của bạn Còn thấy uh, thầy AJ và người nước ngoài dùng như thế này Mà bạn cảm thấy chấp nhận được Còn với thầy thì thấy người nước ngoài nói gì là thầy nói theo thôi Thầy có xoắn gì đâu Và học viên của thầy như vậy Thì thầy chỉ mong là bạn đừng cứng nhắc Nhưng bạn mà không được thầy ạ Câu này là sai hoàn toàn đấy và sai vì như vậy thì ừ ok thì bề em ấy tiếp bạn bảo không thầy là thầy giáo mà thầy dạy sai như vậy là không được thì thầy mới phải giải thích thì thầy bảo là nhưng mà cái căn bản á là thầy đang muốn bạn học tiếng anh như một ngôn ngữ mà bạn cứng nhắc như vậy là chết rồi và cái câu này bạn có biết là người mỹ nói không và xong thầy còn phải phân tích với bạn ý này thầy cũng rất trẻ trâu bây giờ thầy nghĩ lại thầy trẻ trâu thực ra là lúc thầy chỉ giải thích một chút thì thôi nhưng mà thầy đúng là lúc ý cũng hiếu thắng thật thì thầy mới bảo là ví dụ bây giờ này mà thầy nói tiếng việt đúng không một ông da trắng người mỹ cũng đi học tiếng việt đúng không mà xong thầy nói một câu tiếng việt bình thường đấy nhá mà các bạn hiểu được mọi người hiểu được không ai nói gì thì thôi nhưng ông người mỹ lại bảo là thầy nói câu tiếng việt thì sai rồi thì bạn nghĩ là câu chuyện này nó có ổn không các bạn không biết các bạn thấy ổn không thầy không thấy ổn một tí nào vì thầy vẫn muốn các bạn thoải mái lên, thầy không muốn các bạn học sai. Nhưng ở đây là ngôn ngữ đừng bị cứng nhắc như vậy. Các bạn hiểu ý thầy không? Đó thì nói đến như vậy rồi thì bạn vẫn không 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 ấy. Bạn bảo không được, cô giáo em dạy khác. Và em đi làm bài thi mà nếu làm như thầy chắc em đúp luôn thế nên là em nghĩ là thầy dạy thì thầy nên um, cẩn trọng hơn. Và cốt nhất thầy đừng làm trò cười cho người khác đến câu ý thì thầy thôi không nói chuyện nữa rồi thầy cũng là con người đó các bạn thầy không phải vĩ nhân gì đâu ai nói thầy thầy bực mình là thầy cũng bực mình thôi thì thầy bực mình ở đây không phải là là vì thầy không cãi được bạn ý hay là vì câu này nó đúng hay sai mà vì bạn ý khuyên thầy một câu như thế thì thầy thấy là nó không tích cực vì rất nhiều người đang khuyên thầy là thầy phải làm video nhiều hơn thầy phải dạy bọn em nhiều hơn mà tự nhiên bạn bảo thầy là đừng làm trò cười với người khác nó rất bực mình bạn chẳng làm cái gì mà người khác đến nói bạn thế bạn đã bực mình rồi nếu bạn phải thông cảm cho thầy thì không nói nữa nhưng sau đấy thầy cũng rất là kiểu như là bị ám ảnh về cái 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 cuộc nói chuyện đấy đấy thì thầy gửi câu này hôm nọ thầy bảo rồi đúng không thầy gửi đúng câu này thầy gọi video call kia cho một bạn thầy tên là Nick ở Seattle ở Mỹ và một uh, một bác bác gái tên là Carrie thì bác ấy uh, sinh ra lớn lên ở Anh và hiện tại bác đang sống ở úc thì bảo câu này vấn đề gì không thì tất cả đây là những người bạn thân của thầy thì họ biết thừa thầy biết tiếng Anh thì không phải là biết để à, thầy chắc chắn là biết là thầy không gửi câu này để dịch hay cái gì thì người ta không hiểu vấn đề gì mà không không vấn đề gì à thì thầy bảo là về ngữ pháp này về tất cả ngữ cảnh ấy, thì câu này có vấn đề gì không không, không câu này bình thường mà thế thầy mới hỏi một câu cuối nếu mà các bạn mà phải nói một cái câu kiểu như này thì các bạn có nói kiểu này không có tạo nói như này thì các bạn có thấy là là chúng ta đang bị cứng nhắc quá không? Đấy, người Mỹ, người Úc người ta nói như vậy và đây là ngôn ngữ của người ta thì thầy lại quay lại và tin tưởng với bản thân mình hơn, tức là thầy không bảo các bạn đi học sai tiếng Anh và hình như là cái đằng trước và đằng sau en á thì chúng ta cũng dùng hai đấy thì cái có thể các bạn học và áp dụng với với cái kỳ thi hoặc là làm bài tập trên lớp là ok được không các bạn? Nhưng thầy rất mong là các bạn phải bớt cứng nhắc đi. Và cái ngôn ngữ á, thì nó rất là phong phú và rất là đừng có nói nó sai quá là được. Đúng không? Ví dụ câu này mà bạn nói là uh, Sarah eat không có xì nhá. 30 and leave không có xì nhá thì là sai lòi rồi thì các bạn đừng bao giờ nói tiếng Anh kiểu vậy đấy, tiếng Lào rồi. Nhưng nếu mà một câu như thế này mà một người Mỹ mà những người bản ngữ người ta dùng mãi rồi thì thôi ít nhất là thầy không các bạn không muốn dùng thì thầy mong các bạn chấp nhận chứ đừng có bảo là câu này sai. Tức là bạn ý còn bảo hôm ý có thêm một câu nữa bạn bảo kể cả người Mỹ mà nói trước mặt em em cũng phản ứng chứ đừng nói là thầy. Ở câu này không phải của thầy nói ra thì thầy, thấy là mặc dù thầy rất bảo thủ và thầy cãi nhau rất hăng mà hôm ý thầy thua bạn ấy thì được thầy đánh giá cao bạn ở chỗ là bạn cãi rất hăng hăng cả thầy nhưng các bạn có đồng ý với quan điểm của thầy lúc nãy không quan điểm của thầy không bảo các bạn học tiếng anh sai mà thầy muốn các bạn là phải thoải mái hơn không cứng nhắc rồi tiếp tục các bạn thấy không đó thì thầy thấy các bạn khi học quá nhiều ngữ pháp này và đấy là cái vấn đề mà chúng ta đã bị bồi bổ ở trong đầu rồi đó. cứ nghĩ đến tiếng anh là nghĩ đến ngữ pháp và khi chỉ nghĩ ngữ pháp thì nó làm cản trở quá trình nói này và chúng ta bị ám ảnh về và cứng nhắc về cái tính chính xác của một câu thì nó rất là phí nhé các bạn nhé thì chúng ta nên thay đổi